Xin chào các bạn, tôi là Mai ở cây cảnh Sa Hàng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số những cây sơn đá ở vườn chúng tôi do vừa bị sâu bệnh này, vừa bị đẻ sai môi trường này, là cây sẽ hư hỏng. Đây, xin giới thiệu với các bạn đầu tiên, đây là một cây sơn đá mà chúng tôi đặt ở vườn của chúng tôi. Tuy nhiên là vào cái đợt vừa rồi ở Hải Phòng mình nói mưa nhiều, nên cây sơn đá này đẻ chỗ râm và ẩm, vừa bị rụng hết lá này, các bạn nhìn thấy chưa? Rụng hết lá do ẩm quá này. Ngoài ra lại bị sâu ăn nữa, sâu đục thân ăn thủng hết luôn thân cây, ăn trụi hết cả lá ngọn luôn. Với một cây sơn đá như này là rất là nguy hiểm rồi, có thể nói là nguy kịch luôn. Tuy nhiên chúng ta sẽ bỏ những cái phần lá hỏng của nó đi, tôi bỏ hết. Nó còn lại một cái thân chủ chính của cây sơn đá, tôi nhìn thấy nó còn nghe nói một chút hy vọng và có thể cơ hội sẽ sống. Tức là phần trên này của chúng ta coi như là đã hỏng hết rồi. Vì vậy bây giờ chúng ta đất này bắt đầu đã khô dần, chúng ta sẽ để ra môi trường nhiều ánh sáng. Nó sẽ mọc được những cái mầm nhánh từ những cái thân cây dưới, phần bé dưới của cây vẫn còn sống đây, các bạn nhìn đây. Mọc được hai cái nhánh nhỏ. Sau này hai cái nhánh nhỏ này nó sẽ phát triển lên được. Bỏ phần trên đi, chúng ta vẫn có thể tạo được một cái bụi sen đá mới, nó chèn lá vào. Nó sẽ thành một cái cây sen đá mới mà nó thấp xuống, vẫn có thể duy trì được cây. Tuy nhiên là với điều kiện ở cái mức độ ẩm vừa phải, đâm là nó chưa thối hoàn toàn toàn cái thân cây này. Nếu mà thối hoàn toàn cái thân cây này rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Sen đá có thể mọc lên từ lá và cũng có thể mọc lên từ thân. Đây là cây mà tôi đã vừa nhìn thấy và đã giới thiệu với các bạn luôn, sau khi nó bị sâu ăn và bị hỏng. Một số những cây sen đá đây tôi giới thiệu lốt, đây là ví dụ như cây này là đã gặp mưa quá ẩm này, bạn trông này, đất ẩm rình luôn, là nó sẽ bị thối luôn cả thân cây, như cây này là sẽ bị hỏng.